Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Let's Go Nhánh Kỳ. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng ao vuông cho các bạn xem cái ao vuông như thế nào ha. Khi mà mình nó sẽ dài bao nhiêu và nó sẽ rộng bao nhiêu, để mình đi từ từ cho các bạn xem. Mình sẽ đi một vòng luôn nha. Bây giờ điểm bắt đầu của mình là sẽ ở đây. Ok. Thì khi mà mình thấy thì có thể là thấy nó rất là gần, nhưng mà chạy xe sẽ rất là xa. Cho nên mình sẽ chạy từ từ ha. Thì xung quanh khu vực ao vuông sẽ có nè, là những cái cây nè, những người ta buôn bán, là những cái cây xanh nè. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Thì bây giờ sẽ chạy nha, bắt đầu. Các cô. Thì bên đây là có những cái, đây là cái con đường đi nè, đường đi bằng xịt đất nè ha. Thì những ngày mà mưa có thể nó sẽ bay nhảy luôn. Có cỏ nó mọc lên nè, rồi bên dưới là những cái bông sen, những cái cây sen nó người ta trồng á, nó đã già rồi mấy bạn. Có méo bên kia gọi là sen non, nó đang lên, sen non nó đang lên. Thì nêu sen này là sen trắng. Còn khu vực bên kia thì có thể là những cái cây lớn á, những cái cây lớn á, những hàng cây lớn á. Cây này cây lâu năm đó nha mấy bạn. Có những cái rễ cây á gù ghê lắm, mình sẽ quay cho các bạn xem sau. Còn bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây trước ha. Đây những cái cây sen nhỏ nè, sen mới mọc lên cũng có. Đây ở giữa hồ là một số những cái sen chưa lên, còn đây là những cái sen mà nó rụt. Thì đây là cái góc vuông ha. Mình sẽ đi cái góc ngang nè. Hồi nãy là mình chưa đứng đầu đường, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi cái góc ngang cho mấy bạn xem. Ở méo ngoài này là những cái sen hồng nè. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi dài. Đi đến đây rồi. Ok. Ở đây là sẽ có những cái sen á. Sen nó sẽ trồng là những sen màu hồng và cái sen màu trắng, cho nên là cặp méo ngoài này nè có những cái sen màu hồng. Còn bên kia sẽ là những cái sen màu trắng người ta trồng ở giữa hồ đó, rất là nhiều. Hồ bên trên đấy, hồ cây rất là lớn ha, cái cây những cái tán lá lớn luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi cho các bạn xem cái đoạn ao bề ngang của cái ao á. Chiều dọc mình đã xem, hồi mình sẽ đi một dọc chiều dọc nữa đi chiều ngang. Dọc. Bây giờ mình sẽ đi chiều dọc cái ao nha. Ủa chiều ngang. Đi ngang thì rất là ngắn. Đây. Sẽ quay cho các bạn xem phía ngang. Thì về ngang cái ao thì đây nếu bên đây thì không có nước nè, ở không có sen nhiều nè, giống như sen nó mọc chưa qua tới á. Yeah. Đây thấy không, thì cái khoảng trống của cái hồ nó không có nước khi mà ở không có sen. Khi mà người ta trồng á, nó chỉ ở mé trong ha, ở giữa hồ chưa có ra. Giống như là những cái sen nó không, nó chưa có nhảy ra đó. Các bạn thấy cảnh rất là đẹp đúng không? Ở đây rất là mát luôn. Thường là những người mà người ta ở đây người ta sẽ bán cá bào nè, bán nước nè, cặp ao vuông á. Thì bên đây thì nhìn như đó. Thì bây giờ mình đã tới một cái góc ngang của nó rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi chiều dọc. Thì cặp bên những cái ao vuông này sẽ là một cái ngôi chùa. Đó chính là chùa cũng nổi tiếng nha mấy bạn. Đó chính là chùa Ông. Thì mình sẽ quay chùa Ông cho các bạn xem sau ha. Thì bây giờ mình sẽ quay ao vuông trước, mình sẽ đi đường dọc.
trời xanh mây trắng nắng vàng. Em yêu nắng hay yêu anh? Cũng là một câu đăng story, đăng status chứ. Trời xanh mây trắng nắng vàng. Thì ở đây có một cục bông súng nè. Thì hồi trước là mình thấy có bông súng nè, đó thấy chưa? Dưới hồ nè, bông súng nè. À, thì ở đây mình sẽ ngưng lại tại đây nha. Thì hồi trước thì ở đây có một số cây có hoa. Thì bên đây nè mình sẽ coi. Bên kia thì là sen rất là nhiều, nhưng mà ở bên đây thì người ta sẽ có bông súng nè. Ở phía dưới cái cụm bông súng thì mình thấy cá nó lội rất là nhiều, cá nhỏ 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 rất là nhiều. Không, những cái cụm bông súng ở đây là hồi trước thì theo như mình, hồi trước là mình chỉ thấy người ta xài giống như là người ta bỏ dưới hồ này á, người ta chỉ bỏ bông súng, còn bông sen là không có thấy. Nhưng mà sau khi sau nhiều năm quay trở lại đây thì thấy trồng rất là nhiều bông sen cũng bất ngờ. Châu chấu nhất nè mấy bạn. Ôi. Ủa? Tích tắc con này trắng tươi. Ủa rồi đâu mất tiêu rồi. Ở hai con này đang dính lẹo nè. Hai con này đang dính lẹo nè. Con kia nhảy mất tiêu rồi. Em giao phối mà cũng bắt người ta nữa. Cào cào châu chấu rất là nhiều. Tại sao cào cào với châu chấu nó lại đi chung với nhau ta? Hay kêu cào cào châu chấu á. Vừa rồi mình cũng đã quay cho các bạn xem một mình đi một vòng Âu Vuông rồi ha. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo của mình. Bye bye.